các bạn đây là chủ tịch của ThinkView, Think Pro, và bọn mình đang ngồi ké ở trụ sở văn phòng. Đây chính là cái chỗ mà cháu Thỏ chuyển sang làm. Một số bạn có hỏi cháu Thỏ bỏ đi du học các thứ gì. Vâng, hiện tại cháu Thỏ đi du học ở Hàn Quốc, và đây chính là địa điểm mới gọi là Dream Station, Working Space của cháu Thỏ làm việc tại đây. Cho các bạn xem, mình sẽ đi một vòng. Thì đấy, giống kiểu các game có nhìn nhất. Thì cho các bạn đi xem. Cây cối đây là cây xịn, khá là thân thiện với môi trường. Mà các bạn thấy là các cái màu ghế được lựa chọn, được phối tông rất là ấn tượng. Đấy là cây xịn, ngày nào phải đi tới cây. Có các cái tủ để đồ cho mọi người có thể đến đây đăng ký mật khẩu pip 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 pip. Giống phim mà các bạn hay xem Mỹ hay làm, là sẽ có những cái chỗ như này để đồ cá nhân đấy. Và ngoài ra thì mình phát hiện ra một chỗ để có thể giấu ghét ai, các bạn sẽ thấy đây. Để, khá là ghê. Nên cái chỗ này nó khóa lại, nhưng chẳng qua là mình đã hack bằng công nghệ của mình có thể mở ra được. Đây, tủ của ai sẽ ghi tên vào như thế này. Đó, đây là một trong những cái phòng làm việc tập thể của chúng ta. Thì mọi người sẽ thấy là ở những phòng làm việc tập thể này thì chúng ta có thể ngồi đây đàm phán và nói chuyện làm việc với nhau. Có những cái chỗ này để có thể cắm sạc nhá. Đây, chủ tịch của ThinkView thì là đang ngồi cắm sạc. Thì các bạn có thể xem chủ tịch cắm một ổ cắm sạc. Đấy, nhưng mà đáng tiếc là nếu có cổng USB để mà cắm trực tiếp điện thoại thì sẽ tiện hơn, đúng không? Ừ, với cả nó không có chân ba chân. Đấy. Đây chứ, có đây. Thì đây các bạn kia là chủ tịch Thỏ. Cô này thì đã bỏ vào studio để về làm Dream Station, đi theo mấy anh trai Hàn Quốc. Các bạn thấy không? Mê trai, thứ mê trai. Rồi, mời cô đi giới thiệu tiếp. Và các bạn nào thích thì chỗ này biết rồi, rồi sang chỗ khác đi. Ok, mình giới thiệu luôn này. Đấy. Đây là khu meeting mà, nó ghi meeting room mà. Đấy. Nhiệm vụ cháu Thỏ là chỉ có bật đèn thôi mọi người. Có những cái bộ bàn ghế màu hồng trông khá là lòe loẹt. Rất là đẹp luôn nha, các bạn hãy đến đây. Ê, tại sao cái này là cái gì? À, đây có chỗ ngồi này. Cái chỗ ngồi này có thể là khi mà chia sẻ về độc giả. Đâu, thử ngồi xem nào. Ngồi vào xem nào. Nhìn buồn cười vậy. Xong có cả chỗ để đồ ở đây nhé mọi người. Ok. Rồi, bên này là quầy ăn uống. Các bạn đến đây sẽ được ăn uống hoàn toàn miễn phí 100% nhé. Tất cả các đồ ăn đây được làm miễn phí. Cày thật chỉ trà và cà phê như vậy là bịp. Này, chúng ta có thể tự làm cà phê. Nhưng mà nó lại không ghi bằng tiếng Việt, khá cay. Đấy, tức nghĩa khi không có người thì ta được tự làm và tự pha. Cái này có đóng cửa vào mấy giờ? Cửa vào 6 giờ tối. Ui rồi. Khách có thể tự làm cho em được, nhưng mà phải đăng ký trước. Ui, thế ai sẽ là người đóng cửa? Cửa tự động mà. Rồi. Đây các bạn thấy là mình thích nhất cái bộ ghế này. Mình có thể nằm ngủ ở đây rất sướng. Có phòng ngủ riêng mà. Đâu? Là xe phòng họp này. Có muốn phòng họp không? Kinh. Còn đặt lên rồi bấm các kiểu. Úi dồi, ngầu chưa? Nhưng mà pass mình hack rồi nha các bạn. Đây là phòng họp. Các bạn thấy phòng họp này thì có cái TV TCL, hôm sau mà mình sẽ kiếm một TV TCL về review. Wow, ở đây có chỗ để bút rồi mấy cái à, như vậy là có thể đóng được cái phim giống như ở trong một số thể loại phim mà mình hay xem, kéo đẹp phòng họp lại là chỉ có hai người. Đâu ra vào bấm cái công tắc mà làm gì mà kêu đấy. Đâu, phòng, phòng, phòng ngủ đâu, người ta chỉ cần phạc maxi này, phòng thuốc, phòng thuốc. Biết đối với phòng này để làm gì? Phòng này là để vắt sữa. Đúng rồi. Sợ. Chả có gì không biết. Trong này các bạn sẽ được vào đây uống sữa miễn phí nhá, mà là sữa nóng phục vụ tại chỗ nhá. Do sẽ có một số em gái có bầu sữa sẽ ở đây phục vụ chúng ta vắt. Phòng màu hồng hẳn hoi nhá. Và các bạn nam cũng có thể vào đây tự vắt sữa bản thân nhé. Các bạn nam sẽ cầm cốc nói vắt sữa. Rồi ok. Sang phòng massage đi. Uầy, có phòng massage các bạn ơi. Đúng rồi, phòng massage. Đây à? Đây là phòng massage. Massage có busku không? Này, phòng massage được trang bị ghế massage. Uầy, vãi nồi. Thử à? Thử không? Có tiền không? Không có tiền. Đây đưa đây. Nào. Nay đi làm cả ngày thì em mệt quá. Sao? Bắt đầu bấm, tự bấm ở trên đấy nên sẽ có nút khởi động và lựa chọn vào chế độ của nam ấy. Chế độ dành cho auto.
Nó đang cảm nhận body của chúng ta. Yes. À, phải bỏ giày ra chứ. Sao không nói? Bựa thôi rồi, cứ bỏ chân xuống đi. Nó sẽ bóp quả chân mà. Nên là để thế nó sẽ không được. Cái này cần gì lấy vợ các bạn ơi. Nha, và cái này nó còn có thể là nghe nhạc được nữa. Kết nối Bluetooth với cả máy thì anh sẽ có thể nghe nhạc được. Loa ở hai bên. Nó như kiểu có mấy cái cục tròn tròn nó đang đấm vào người mình á các bạn. Sướng không? Sướng quá. Thế các bạn nói thật, các bạn đừng có lấy vợ về, nó bắt các bạn massage nhưng chẳng có tác dụng gì đâu. Kinh nghiệm của mình đã thấy nói chung chẳng có tác dụng gì cả. Đừng nên lấy vợ nha mọi người. Thằng Quang nó sẽ Lão. Massage đã đã với em gái, tiếp tục đi. Nào, mình tập massage Thái, cởi đồ đây xem nào. Massage Thái massage là sao? Ở đây có nút stop hay gì đấy mà. Sướng quá. Không được. Đây cái điều kiện. Sướng quá. Máy này hơi bị xịn đấy. Bao tiền? Bí mật. Gần 100 triệu đấy. Ok, thì với số tiền đấy vợ phải mất cả 100 triệu thì mình chỉ cần mua ghế này để ở nhà làm sao. Đã. Yeah. Buồn cười lắm, nó cứ đấm. Còn gì đi. Rồi. Ok. Ta sẽ đi ra. Như vậy là massage ở đây không có được như là Tô Châu hay là một số đơn vị nổi tiếng nha các bạn, nhưng mà cũng khá là ổn. Đây là gì? Phòng vệ sinh. Mình muốn vào nhà vệ sinh nữ vì mình chưa vào đây mà. Mẹ, và anh thấy mà cũng kêu là tham quan. Đây là gì? Phòng ngủ à? Ui, giống phòng dorm ấy. Nào, lên thử xem cái giường này có êm không? Lên thử xem có êm không? Ờ, nhưng phòng ngủ này thì chỉ có một phòng ngủ mà cả đống người kia trong phòng ngủ đủ rồi. Cái phòng ngủ này chỉ dành cho mọi người khi mà mọi người cảm thấy không mệt mỏi thì mình sẽ vào. Nhưng vào đây một người ngáy làm sao mà ngủ được? Ngáy sao được, mọi người sẽ nghỉ còn làm việc nữa. Rồi, bên trong này thì khu làm việc khác thôi nhỉ. Có gì đâu. Phòng. Ở đây các phòng làm việc thì thôi khỏi vào tham quan. Có gì đâu. Ủa nhiều vãi các bạn ơi. Mình nghĩ là công ty mình đủ chuyển vào đây thì sẽ đủ phòng ấy. Riêng bọn mình công ty là đã có khoảng 400 nhân viên rồi. Hãy chuyển VT Media vào đây. Không. Miễn phí thì chuyển. Chuyển đi sẽ được giảm. Giảm 50% không? 50% là chuyển hành chính rồi. Ở đây còn có chỗ là bòng phòng gọi điện thoại. Kể các bạn có thể gọi vào đây chửi nhau với người yêu. Thì dùng cái phòng này. Ở ngoài này sử dụng một số. Cái đèn này là mình nhớ đến hai cái bánh xe của Natra vậy. Hoặc là giống cái mũi trâu. Ui, cái này giống xu đồ rẽ đấy. Ui, nhưng mà bên này ra này là chỗ ăn uống rồi. Mình thấy Dream Station. Và may bên kia cũng có chỗ. À, bảo sao hỏi mình đi ăn lẩu đây đúng không? Ra thì à, vào phải có người bấm. Để sau này có đòi nợ không vào được không à? Đấy. Bảo sao rủ mình đi ăn lẩu, hóa ra thấy bên kia gì? Quần chí chá. Như vậy qua video lần này thì các bạn được nhìn thấy hang ổ mới và lý do tại sao cháu thỏ bộ công ty đi. Bởi vì là mê trai và muốn đi làm ở một công ty nước ngoài giàu có lắm tiền. Thì bảo các bạn rồi, nếu mà đàn ông bây giờ không có tiền thì phụ nữ họ sẽ chơi rồi bỏ thôi. Nhưng anh em anh em nào mà thích làm việc co-working space thì có thể đến Dream Station. Cháu Thỏ hiện tại làm ở đây, có thể đến gặp cháu Thỏ xin mấy kiểu ảnh các kiểu tùy anh em. Làm việc ở đây thì mình thấy không gian rất đẹp, hiện đại, khá là hay. Chủ tịch Long thì cũng đã đến đây làm rồi. Bên TeamView thì các bạn biết rồi đấy, rất nhiều tiền mà vẫn đến đây làm, chứng tỏ ở đây khá xịn. Hẹn anh em trong các video sau. Bên mình sẽ lên trải nghiệm chiếc Rolls Royce của chủ tịch Long nhé.